Có được và sau chuyện tăng ca sẽ có chú ý vị trí của hình trên sân và quay qua áo về phía trọng tài thứ hai để tăng chú ý vị trí của hình trên tay không? Không. Chưa nay ngủ ngon rồi đấy, nhưng mà chưa nay sửa chị thì họp họp tới về chưa nên là chả được ngủ mấy, nói chung là nếu để mình ngủ thì mình phải làm rất 3-4 giờ nhưng mà hồi lại hôm qua được 1 giờ đêm hôm qua mới ngủ. Tại trận trước Hồng Tiến bên này Bình Thanh bên này đâu vừa nãy trận trước Hồng Tiến Minh Tân bên này vừa nãy là Minh Tân với lại Bình Thanh đấu 3 set nên là bên lâu vậy đó, mà tranh nhau từng điểm một. Vậy, đây là bảng B, trận này là Hồng Tiến với lại Minh Quang đang tranh một bảng. Ấy à, khiếp quả đầu tiên lực thế. Qua trận bóng đầu tiên có cầu Hồng Tiến cho bản thân ghi điểm cho các cầu Minh Quang. Như vậy ở trận thi đấu thứ nhất thì có cầu đội bóng nữ của Hội Liên Phụ Nữ xã Hồng Tiến ở bên phía tay phải của trọng tài thứ nhất và hình đội bóng truyền nữ của xã Minh Quang ở bên phía tay trái của trọng tài thứ nhất. Bóng cho qua lưới cầu thủ Hồng Tiến ghi điểm thứ hai cho Minh Quang. Bảng này nhẹ hơn bảng chị nhiều. Bảng này có gì đâu. Này thì hát giống số 1 là số 2 à. Này thì hát giống là gặp nhau. Này thì hát giống là bật bỏ hơi tai à. Mệt. Có những quả đập ba cái quả mới kết thúc được. Hồng Tiến này là tiến bộ nhiều. Thế à? Thật sự luôn. Không bảo đặt giải ở chùa đánh không được à? Giải chùa không biết đánh được em. Được, không biết được cầu ấy cho giữ liên cầu các kiểu loại kiểu nhưng mà họ chưa biết một cái gì. Hôm nay không được. Này. Mọi đồ nói chung này là hôm nay là chuyện này là tiến bộ thì là hay rồi đúng không? Cái điểm thứ ba cho Minh Quang. Và giờ bóng không quan lấy của các cầu thủ Minh Quang. Thế quyền cái điểm thứ nhất cho các cầu thủ nữ xã Hồng Tiến 1-3. Và để ý bước hai còn thành công của thủ Hồng Tiến bóng cho qua lưới tiếp điểm thứ 4 cho Minh Quang 4-1. Hồng Tiến họ đi hẳn xe ô tô mà xa quá à. Chưa qua lưới. Sao? Quay bóng chưa qua lưới của các cầu Minh Quang. Vậy là đóng luôn một quả xe ô tô đi cả đội cho đỡ bị lặng. Điểm thứ hai cho Hồng Tiến. Ôi giời. Bắt quả ngoài cho họ xong rồi đánh ra ngoài. Các cầu Hồng Tiến đánh bóng ra ngoài sân. Tất điểm thứ 5 cho các cầu thủ Minh Quang 5-2. Wow. Phá vậy thì nhanh đi chứ. Bảng này mà bảng này nhẹ không như bảng hôm qua và hôm qua đấy thôi. Đến quả cái bóng bắt đầu và kết thúc về chưa qua lưới. Khi mua nhiều cầm đi. Tiếp điểm thứ 3 em à. Cho các cầu thủ Hồng Tiến 3-5. Chú à. Mày thế. Và đội bóng tốt về cuối sân. Bóng đang rơi trên sân của cầu thủ Hồng Tiến. Điểm thứ 6 được ghi cho các cầu thủ nữ Minh Quang. Mai 4 trận à? Vẫn tranh 3-4 à chị? Và trận bóng ra ngoài sân của các cầu thủ Hồng Tiến. Thầy Quyền ghi điểm thứ 7 cho các cầu thủ Minh Quang 7-3. Thấy chú mình chưa? Anh nhớ chú mình chưa? Bảo rồi, tuyệt vời chưa? Mẹ còn đưa cho chú để chú chọc cho chú đưa cho cô hôn nhá. Chú bảo là mày đưa đi bảo không việc đâu, ai người làm. Vợ ai người trong đi đúng không? Thì thật thật rồi. Điểm thứ 8 được ghi cho các cầu thủ Minh Quang. Anh để nó bạn chú nghe trưởng tổng họ lắm anh ạ. Chú ơi kìa, cô Thủy kìa. 50 tuổi rồi chứ. Ôi, nghe nó gọi bằng chú giật mình tưởng anh em. Nào sinh năm bao nhiêu rồi? Chị 7 chị ạ. Ai chả? Em chị 8.
chúng mình còn kéo anh chị 10 tuổi cơ mà thật kéo anh Hòa chả vậy. Đúng không? Bây giờ em thích em gọi chị cô được cái gì? Thôi. Cô Yến, mày cứ gọi bằng chị đi. Để yếu tố kỹ thuật. Còn 2.000 nữa gọi được rồi. Ôi trời, cái quả đá bóng là không thành công quá đủ Hồng Tiến. Tôi 97, nó có thể tuổi hơn em gái. Các cầu thủ bình thường 98. Cố em có ra con trai không, có ra con gái. Thế chỉ tổng bao nhiêu cho nhau nhiều? Tưởng hơn. Các cầu thủ bóng trong một tay rất tốt của các cầu thủ bình thường. Đã nâng điểm thứ 10. 87 á. 10 tuổi. Đang là 10 điểm, có thủ Hồng Tiến đang là 3 điểm. Chị em 11 tuổi cả. Đấy, vậy em thích em gọi chị bằng cô cũng được ấy. Thôi. Mày ơi, mày gọi bằng chị ấy đi nào. Đang tự nhiên cho chị tổn thương hả mày? Vào sân được thôi. Cô Yến lại truyền em. Cô Yến lại truyền cháu. Cô Yến cái chiến đi rồi chiến, tôi đi công bây giờ đi chiến. Cô Yến đập đi cháu chưa cháu. Trong pha đá bóng trực tiếp rồi ghi điểm có thủ Minh Quang. Nhà ta có nhẫn rồi mà anh gọi nhẫn để chiến. Có nhẫn rồi kìa. Đấy quả Nam nào. Đấy chết của Nam này. Lần nào hết. Có cái thủ Thông Tiến. Hết tập sự người xin lời bình định đi. Điểm thứ 13 cho các thủ Minh Quang. Không phải anh sợ anh có đánh không giả. Nam vòng 2 cơ. 14 này là đánh trên huyện này. Thủ Minh Quang. 12 đó. Cái kết điểm thứ 4 cho 12 làm sao cho này nhá. 4-13 cúp của nó mà cúp của nó làm là đi. Nhưng mà 14 nào có biết có bao nhiêu đội chưa? Nam Bình Lý 2 đội, à Bình Thanh, à nó gọi là Miện, Tiến Sương mày à? Tiến Sương mình có bao nhiêu đội biết? Cái ngoài ban tổ chức. Cái tổng trưởng quản lý. Có khi nó chỉ ưu tiên mỗi cuộc mình thôi. Cái điểm thứ 14 cho Bình Quang 14 4. Nghĩa là các huyện đấu với nhau hả chị? Các cụm trong huyện đấu với nhau. Các cụm trong huyện hả? À đây là một cụm của mình thôi đúng không? 6 cụm à? Quả bóng là phối hợp và chơi tốt của thủ Minh Quang. Nó bóng và giành quyền ghi điểm thứ 5 cho các cầu thủ Hồng Tiến 5-14. Không biết rằng là không biết rằng là có thể tổ chức thì sao? Ở người hay sao đúng không? Thì nó lại thành có 6 thôi, mà nếu nó đều tổ chức đều thì nó lại thành 7. Tại vì cụm này của mình là phong trào thể thao nhất mà nào lớn nhất mà. Mà họ làm vậy là đúng. Mình thấy nhiều hơn là đúng. Không giới toàn hạ eo dài, không quan lưới. Nhất này là điểm cho Minh Quang 15-5. Thể thao sinh này mệt lắm. Làm dở mà không làm dở. Hai chạm. Còn nữa. Trong cố gắng của các đội Hồng Tiến, rất tiếc là bóng chưa qua lưới. Điểm thứ 16 cho các cầu thủ nữ Minh Quang 16-5. Nên tay sơn ấy, lúc mới trận năm mình nhiều họ run ấy. Nên là cũng đập được như vậy đâu. Không phải, về căn bản là Nam Bình nó cũng mạnh hơn nữa này. Nên là đập nó không hết được tay, đồ đấy yếu hơn thì mình đập hết tay được. Không nào chả vậy. Đánh ngang hơn trận trước. Đội này thủ cũng dai phết chứ, đội Hồng Tiến này cũng dai phết. Sang năm là chả biết bao nhiêu. Nào nào ăn nhiều nào. Đánh công tốt của các thủ Bây Quang. Cứ giải ở chùa là thắng mấy điểm chị nhỉ? Điểm thứ 17 được ghi cho các cầu thủ Minh Quang 17-5. Đấy mới bầu ấy. Mày cưới con út đi đập cưới đi nhanh cho cháu về còn đánh. Đưa em về nhà chồng ngồi đúng 5 phút cái là cháu xin phép cháu đi đánh đấy. Là đi về. Cháu xin phép ai đi về được. Thuê luôn một cái xe đi về riêng mình chị mà. Cháu chúng ta đi cống hiến. Các bạn hôm nay này xong. Cô không bóng đợi đã công sân và cô thủ Hồng Tiến.
giành quyền ghi điểm thứ 18 cho các cầu thủ Minh Quang 18-5. Em ở lại làm dọn ghế còn biết. Vậy trong pha bóng tấn công rồi, một cầu thủ của đội bóng Minh Quang đối với vị trí cầu thủ tấn công rồi. Đúng rồi, bóng chị Liên đấy. Rồi và điểm cho Hồng Tiến 6-18. Số nó không được vô địch các bạn. Xong rồi cái thắm nó về, còn cho bóng về. Cái điểm trực tiếp của thủ Hồng Tiến, cầu thủ Minh Quang để bóng hơi thì do trên sân. Điểm cho Hồng Tiến 7-18. Chị thắm lấy do đánh bóng gì? Và đặt bóng không qua lưới của các đội Minh Quang. Điểm thứ 8 được ghi cho các cầu thủ người Hồng Tiến. Lên trên 10 đi. Ôi, trọng tài bên Hồng Tiến ai phát được không phải đúng rồi. Đó bao nữa đâu. Không còn đấy. Như vậy điểm thứ 19 được ghi cho các cầu thủ Minh Quang. Cầu thủ Hồng Tiến đánh bóng ra ngoài sân. Cái điểm thứ 20 cho các cầu thủ Minh Quang 20-8. Như em thấy nếu mà lên lực một tí mà em đánh thẳng cũng dễ ngoài lắm. Nên đánh ta phải đánh chéo đi rồi. Đây là nếu mà xác định là muốn có lực. Rồi. Mình đẹp mình có quyền chứ chứ. Đánh. Không là đẩy ngoài. Cố lên. Được rồi, mình đẹp mình có quyền ăn đi mình ơi. Cho anh ấy vào giữa màn hình. Quả bóng tốt của một thủ số 7 xã Minh Quang nâng điểm thứ 21 bóng trở điểm cuối cùng ở hiệp thi đấu thứ nhất. Như vậy ở hiệp thi đấu thứ nhất, cầu thủ Minh Quang đã về đích trước cầu thủ Hồng Tiến ở điểm số 21-8. Giả về hết rồi ạ. Cú vẫn là hợp mệnh nha. Hợp phong thủy, thầy mệnh thổ ở đây. Đã kết thúc thời gian nên kỳ giải lao giữa hai hiệp. Các đội của hai đội có thể trả lời hình thức tiếp tục thi đấu ở hiệp và thứ hai. Hiệp thi đấu thứ hai thì các cầu thủ nữ xã Minh Quang đã ở bên phía sân tay phải của trọng tài thứ nhất, và cầu thủ nữ xã Hồng Tiến đã ở phía sân tay trái của trọng tài thứ nhất. Vâng, Minh Quang này đánh nhà lắm. Sao lại đi không? Đi chéo. Thế rồi mà. Các thủ hai đội hình chúng ta sang bên thi đấu. Không mặc màu vàng, dối không mặc màu vàng rồi cô Duyên ạ. Chuyển qua mặc màu đỏ rồi. Anh chủ mở đây, chủ Tuấn thay áo cái đánh nhà hẳn này. Mạng này vào đi chết tiền. Pha bóng rồi, có thể một Hồng Tiến đánh bóng ra ngoài sân. Điểm cho cầu thủ Minh Quang.
nhầm. Đánh bóng chưa quan ấy còn các thủ Hồng Tiến. Cái điểm thứ hai cho các cầu thủ bên quan. Cái điểm thứ ba cho đội bóng Vinh Quang 3-0. Bó mày đứng có bó xăng phần mềm. Thấy người này nhàn quá. Đẩy một tốt. Các thủ Hồng Tiến sẽ bóng sang ngoài sân. Chưa an chưa toát mồ hôi à? Cái điểm thứ 4 cho đội bóng Vinh Quang. Cầu thủ An của chúng ta chưa toát mồ hôi. Và cắt bóng sẽ bắt vào một cầu đá Minh Quang đã nâng điểm thứ 5 cho đội bóng của mình. Minh Quang là mai gặp Bình Hạnh à? Minh Quang mai gặp Bình Hạnh à? Bình Định gặp Lam Bình. Đối trận cho các bóng đẩy trên quan lưới. Cái điểm tiếp theo cho các thủ Minh Quang. Sống không. Đúng rồi anh Trung ạ, chắc đội Minh Quang hôm nay mới dẻo. Anh Trung bảo đánh chiến thuật này theo chắn sát thì tối qua năm bị mệt đấy. Để nghe về mà đánh. Điểm tiếp 7 các cầu thủ Minh Quang. Đang với tình trạng này thì chắc là Minh Quang sẽ nhì bảng mai gặp Bình Định ạ. À, nhất gặp nhì bảng bên này gặp nhất chứ, Bình Thanh bên kia mà. Gặp nhất Bình Thanh. Mai sẽ gặp Bình Thanh, Minh Quang gặp Bình Thanh ạ. Nam Bình sẽ gặp Bình Định. Trên bóng đang ngoài sân có các cầu thủ Hồng Tiến. Cái điểm tiếp theo cho đội bóng Minh Quang. Đội bóng đồng hành sân. Chưa toát mồ hôi không à? Cầu thủ Hồng Tiến. Cầu thủ số 8 của chúng ta. Cho Minh Quang 9-0. Và cái bóng tốt còn một cầu thủ đã Minh Quang đã lập điểm thứ 10 cho bóng của mình. Hết rửa đi, bóng khô khô đi. Càng rửa thì để nước lên gần hết. Thứ 1 không thành công, còn các cầu thủ không ố. Điểm thứ 11 cho các cầu thủ nữ đã Minh Quang. Đục màu. Màu trong như vậy mà một thời gian thì chắc chắn nó phải đục. Chứ vậy à, điểm số được ghi cho các thủ Hồng Tiến, điểm số đầu tiên được ghi cho các thủ Hồng Tiến. Hồng Tiến là đội kiểu mới đánh à, nên là và các bóng không quan lưới chưa chắc lắm của các cầu thủ đã Minh Quang. Cái điểm thứ hai cho các cầu thủ nữ xã Hồng Tiến 2-11. Hồng Tiến đây, Hồng Tiến họ đi cổ vũ kia đúng không, kia là toàn Hồng Tiến đây nhỉ. Kia là dân toàn Hồng Tiến đấy chứ đúng không. Các bóng đợi các thủ Hồng Tiến để bóng rơi từ xa trên sân. Đất điểm thứ 12 cho các cầu thủ Minh Quang. Anh Trung này huấn luyện viên trưởng còn đây này
huấn luyện viên trưởng còn đang ngồi đây này, anh ấy bảo Nam nó chỉ đạo. Trận này không có chỉ đạo. Không quan đấy. Các cầu thủ Hồng Tiến đánh bóng không quan đấy. Điểm thứ 13 được ghi cho đội bóng Cá Minh Quang. Vòng tiếp theo các cầu thủ Hồng Tiến đánh bóng chưa quan lưới. Điểm cho các cầu thủ Minh Quang. Và sẽ thấy bóng trên lưới tốt của một cầu thủ xã Hồng Tiến đã lâm điểm thứ 3 cho đội bóng của mình. Và bóng vẫn tốt, còn một cầu thủ xã Minh Quang đã giành quyền ghi điểm thứ 15. 15 thôi anh Trung ạ, à, anh gì đấy Trung nổ à? Dạ. Về một cứu cao mại của mình để có thể ông trường là mưa gió của Minh Quang. Còn một tốt anh chủ cao mại à? Còn tốt cầu thủ Minh Quang. Về cứu tiến sĩ Trần Sơn đi. Điểm cho các cầu thủ Minh Quang 16-3. Có giá trị chuyển nhượng của thầy Ngọc cao nên phải về đánh hội trường ấy. Và bóng rời các cầu thủ Minh Quang để bóng rơi từ sau trên sân. Cái điểm thứ 4 cho các cầu thủ xã Hồng Tiến. Cầu thủ Minh Quang đánh bóng chưa qua lưới. Cái điểm thứ 5 cho các cầu thủ nữ xã Hồng Tiến. 5-16. Trở đầy nhàn quá. 5 điểm nữa. Bên kia thì bảng bên kia thì danh nhau từng quả một, từng điểm một. Phần đá bóng trong ngoài sân. Còn các cầu thủ Hồng Tiến giành quyền ghi điểm thứ 17 cho đội bóng Cá Minh Quang. 17-5. Thành công tốt của các thủ xã Minh Quang. Cái điểm thứ 18 cho Minh Quang. 18-5. Hết lực quả đạo.
vậy xem nào. Tốt là điểm thứ 21 trận kỳ cho các thủ Cao Minh Quân. Như vậy các thủ Minh Quân đã được đích trước thủ Hồng Tiến là điểm số 21-6. Qua hai hiệp thi đấu các thủ Minh Quân đã giành chiến thắng các thủ Hồng Tiến ở tỷ số là 2-0.